皆さん、こんにちは。Cosmos の Zoom です。Xin chào tất cả các bạn, mình là Zoom Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học ngữ pháp bài số 28 theo giáo trình Minano Nihongo phần 2 của học tiếng Nhật Cosmos. Và trước khi vào bài mới, chúng mình sẽ cùng nhau quan sát xung quanh xem tỷ lệ những người cầm trong tay iPhone hay là những điện thoại thông minh đúng không ạ? Smartphone を持っている人は多いですね。Có rất nhiều người có smartphone.Vậy, mọi người dùng smartphone hàng ngày như thế nào? Smartphone を見ます。話します。Smartphone を見ながら話します。Vừa nói chuyện vừa xem smartphone. 2番 Smartphone を見ます。食べます。Smartphone を見ながら食べます。Rồi lại có những người vừa ăn vừa xem smartphone. 3番 Smartphone を見ます。勉強します。Smartphone を見ながら勉強します。Và có không ít những bạn học sinh vừa học vừa nghịch điện thoại thông minh đúng không ạ? Qua các ví dụ trên chúng ta có thể thấy rằng việc mọi người sử dụng smartphone song song với các hoạt động hàng ngày rất là nhiều. Mặc dù ăn, học hay là ngủ hay là làm việc đó là những việc chính đấy. Xem smartphone chỉ là việc phụ thôi nhưng có sức ảnh hưởng khá lớn đúng không ạ? Thế nhưng ưu hay nhược điểm của smartphone đem lại cho chúng ta thì chúng ta đều đã hiểu rất rõ rồi. Vậy thì trong cuộc sống chúng mình hãy phát huy những cái ưu điểm của smartphone và hạn chế những cái khuyết điểm và không nên sử dụng quá nhiều smartphone nhé. Và trong các câu vừa rồi các bạn sẽ thấy mình lặp đi lặp lại cấu trúc nagara đúng không ạ? Và cấu trúc đấy có nghĩa là vừa làm việc này vừa làm việc kia mà chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài số 28 này đấy. さて、第28巻の文法を始めましょう。Và chúng mình cùng nhau bắt đầu phần ngữ pháp của bài số 28 nào. Kendo của ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần. Phần số 1 đó là tìm hiểu cách nói vừa làm việc này vừa làm việc kia, sử dụng nagara. Mẫu thứ 2 chúng ta sẽ diễn tả những cái hành động, những cái thói quen tập quán hàng ngày, sử dụng teimasu. Và thứ 3 chúng mình sẽ sử dụng cấu trúc shishi để trình bày liệt kê những đặc điểm hay là lý do.Và chúng mình sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung một nhé. Phần đầu tiên, mẫu câu diễn tả ý vừa làm việc này vừa làm việc kia. Sử dụng cấu trúc verb 1 masu cộng với nagara verb 2. Vừa làm verb 1 vừa làm verb 2. Và ở đây verb 2 sẽ là hành động chính nhé. Cách hình thành verb masu nagara đó là động từ chia về dạng masu cộng với nagara. Động từ ở dạng masu có nghĩa là gì?Đó chính là cách nói thông thường ikimasu, hanashimasu, tabemasu, benkyou shimasu trong trường hợp khi mà chúng mình gạch bỏ masu đằng sau. Thì lúc đấy gọi là động từ thể masu, verb masu. Ví dụ ikimasu gạch bỏ còn iki, hanashimasu còn hanashi, tabemasu là tabe, benkyou shimasu, benkyou shi. Và cộng với nagara chúng mình có thể đọc là ikinagara, hanashinagara, tabenagara và benkyou shinagara.Chúng mình cùng nhau quan sát hai ví dụ sau đây nhé. Hien-san wa tabemasu. Hanashimasu. Hien-san wa tabenagara hanashimasu. Hien-san vừa ăn vừa nói đúng không ạ? Hien-san wa tabenagara hanashimasu. 次, こちらは Hong Yung-san です。ca sĩ Hong Yung đúng không ạ? Hong Yung-san wa utaimasu. Piano を弾きます。Hong Yung-san wa utai nagara piano を弾きます。Hong Yung-san wa歌いながらピアノを弾きます。ca sĩ Hồng Nhung vừa hát vừa đánh đàn piano. Các bạn sẽ để ý thấy rằng ban nãy bạn Hiền hay ca sĩ Hồng Nhung đều thực hiện hành động đó song song với nhau trong cùng một thời điểm đúng không ạ? Và các bạn chú ý nhé, đó là trong một thời điểm rất là ngắn cho nên động từ đằng sau vẫn dạng masu. Ví dụ tiếp theo số 3. Hiện tại đang có rất nhiều những bạn du học sinh người Việt Nam đang ở Nhật đúng không ạ? Và các bạn vừa đi học vừa đi làm đúng không? 日本に住んでいるベトナム人留学生が多いですね。皆さんはアルバイトをしています。日本学校に通っています。アルバイトをしながら日本語学校に通っています。アルバイトをしながら日本学校に通っています。các bạn ấy vừa học trường tiếng Nhật vừa đi làm thêm. Và trong các lớp học trực tiếp ở học tiếng Nhật Cosmos và buổi tối thì cũng có rất nhiều những bạn là vừa đi làm ở các công ty Nhật và buổi tối lại đi học thêm đúng không ạ? Khi đó chúng ta nói là gì? Cosmos で日本語を勉強しています。日本の会社で仕事をしています。コスモスで日本語を勉強しながら日本の会社で仕事をしています。コスモスで日本語を勉強しながら日本の会社で仕事をしています。Vừa học tiếng Nhật ở Cosmos, vừa đi làm ở công ty Nhật. Và bạn sẽ để ý thấy ví dụ số 3 và số 4 vừa rồi là các hành động đi học
Đi học ở trường tiếng Nhật hay việc đi làm là những việc lặp đi lặp lại và xảy ra trong một quá trình rất là dài, thời gian dài, và khi ấy chúng mình dùng với teimasu, các bạn chú ý nhé. Qua 4 ví dụ vừa rồi chúng ta đều thấy rằng cấu trúc verb 1 nagara, verb 2 mang nghĩa diễn tả là vừa làm V1 vừa làm V2. Trong đó, hành động V2, hành động sau chính là hành động quan trọng nhất, là hành động chính. Cái này chúng mình cần phân biệt với tiếng Việt nhé. Tiếng Việt mình thì hay có xu hướng ngược lại và không hay để ý đến chính phụ, đúng không ạ? Ví dụ như hành động vừa tắm vừa hát, các bạn có bao giờ làm thế không? Có đúng không ạ? Vậy thì vừa tắm vừa hát, hành động nào là quan trọng hơn? Đương nhiên tắm là chính rồi. Nếu trong tiếng Việt thì tắm lên trước hay tắm về sau cũng không vấn đề gì. Nhưng trong tiếng Nhật thì hành động tắm sẽ đặt ở phía sau. Lúc đấy chúng mình sẽ nói là utai nagara shawa o abimasu. Utai nagara shawa o abimasu. Vừa hát vừa tắm. Và các bạn luôn luôn chú ý nhé, thì và thời của câu sẽ do verb 2 quyết định, nghĩa là động từ phía sau sẽ quyết định thì, thời và cách chia của động từ. Lúc đấy, verb masu có thể chuyển thành verb teimasu, hoặc verb mashita, verb masen, verb shite wa ikemasen, hay verb shinakereba narimasen, hay verb shitai desu, vân vân. Ví dụ, tôi có thể vừa ăn vừa nói, chúng mình nói như nào? Vừa ăn vừa nói, vậy cái nào quan trọng hơn? Nói, giả sử cho trường hợp này nói là quan trọng hơn nhá, thì sẽ để ở đằng sau. Tabemasu, hanasemasu. Ví dụ tiếp theo, bạn đừng có mà vừa lái xe vừa nghe điện thoại như vậy, đúng không ạ? Lúc đấy lái xe sẽ đặt ở phía sau, sẽ chuyển là gì? Denwa shimasu, unten shinai de kudasai. Denwa shinagara, unten shinai de kudasai. Denwa shinagara, unten shinai de kudasai. Bạn đừng có mà vừa gọi điện thoại vừa lái xe như thế nhá. Và bạn cũng có thể thấy rằng ở 4 ví dụ vừa rồi thì ví dụ 1 và ví dụ 2 mình dùng với verb masu khi diễn tả hành động chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Còn ví dụ số 3 và ví dụ số 4 thì lại dùng verb teimasu diễn tả những cái hành động diễn ra trong thời gian rất là dài, đi học hay đi làm và qua ngày này tháng khác, đúng không ạ? Thì khi đó có sự phân biệt giữa verb masu và verb teimasu, bạn sẽ để ý vào thời gian diễn ra hành động. Nếu chỉ là trong một thời điểm rất ngắn, lúc đấy chúng mình dùng verb masu. Còn trong một quãng thời gian dài lặp đi lặp lại, chúng mình dùng verb teimasu nhé. Một điểm chú ý ở cách dùng nagara này là gì? Đó là diễn tả hai hành động song song xảy ra trong cùng một thời điểm. Còn ví dụ như trường hợp sau đây là không dùng được. Sugarimasu là ngồi. Gohan wo tabemasu. Suwari nagara gohan wo tabemasu thì không đúng, mà phải ngồi hẳn xuống rồi ổn định vị trí mới ăn cơm, đúng không ạ? Khi đó là suwatte gohan wo tabemasu. Ngồi xuống rồi ăn cơm. Tương tự, tachi nagara uta wo utaimasu không dùng. Không dùng vừa đứng vừa hát mà là phải đứng dậy, đứng hẳn dậy rồi sau đó hát. Tatte uta wo utaimasu. Dewa renshu shimashou. Kami wo mimasu. 歌います。紙を見ながら歌います。紙を見ながら歌います。 2番 コーヒーでも飲みます。話しませんか。コーヒーでも飲みながら話しませんか。コーヒーでも飲みながら話しませんか。 Liệu chúng ta có thể vừa uống cà phê và vừa nói chuyện không? Đó là một lời rủ, lời mời, đúng không ạ? 3番 テレビを見ます。勉強しないでください。テレビを見ながら勉強しないでください。 テレビ を 見ながら 勉強 しない で ください. Đừng có cái kiểu mà vừa học vừa xem TV như thế. Đây là lời mắng của mẹ dành cho con, đúng không? 4番 電話 します. 運転 してはいけません. 電話しながら運転してはいけません. 電話しながら運転してはいけません. Chúng ta không được phép vừa lái xe vừa nghe điện thoại hoặc gọi điện thoại. Và chúng mình cùng nhau mở sách Hồng Sát Sử ra và luyện tập thêm phần A1, B1, B2 và Renshu Shin 1 nhé. Phần số 2 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với verb teimasu và verb teimashita diễn tả ý nghĩa tôi thường làm việc về, thói quen, đúng không ạ? Và chúng mình sẽ cùng nhau vào bài mới nào. Chưa hết thì chúng mình cùng nhau ôn tập lại cách hình thành với thể tê. Các bạn còn nhớ cách hình thành với động từ thể tê không? Nhóm 2, masu, chúng ta bỏ masu đi chuyển thành tê. Ví dụ, tabemasu, tabete. Đúng rồi, động từ nhóm 1 thì chúng mình có một bài hát, đúng không? Ichirite. Lúc đấy, ichirimasu sẽ chuyển thành tê, âm ngắt cộng với tê. Ví dụ như aimasu thành atte. Mi bi ni masu sẽ chuyển thành với nde. Ví dụ asobimasu chuyển thành asonde. Kimasu chúng ta sẽ chuyển thành ite. Ví dụ như hatarakimasu chuyển thành hataraite. Còn gimasu chúng ta sẽ chuyển thành ide. Ví dụ oyogimasu
泳いで行きます。động từ đi sẽ chuyển thành 行って。còn động từ nhóm 3, します chúng mình sẽ chuyển thành して。来ます chuyển thành 来て。ví dụ như 勉強します勉強して。来ます来て。vậy thì động từ vấp ていま す hoặc vấp ていました được dùng trong bài ngày hôm nay như thế nào để diễn tả thói quen chúng mình cùng nhau tìm hiểu qua các ví dụ sau đây nhé. 1番今日は6時に起きました。昨日も6時に起きました。で、明日も6時に起きます。明後日も6時に起きます。だから、毎日6時に起きています。毎日6時に起きています。半外といせざいる ?3 時。2番。皆さん、週末何をしますか?週末何をしていますか?私のスケジュールを見てください。カバン、ヘニーバレコムニサムネ。土曜日寝ます。土曜日寝ます。土曜日寝ます。土曜日寝ます。土曜日寝ています。土曜日寝ています。テコンチュニャティサワ。日曜日子供とスーパーへ行きます。日曜日子供とスーパーへ行きます。日曜日子供とスーパーへ行きます。日曜日衣とスーパーへ行きます。日曜日、衣とスーパーへ行っています。日曜日、衣とスーパーへ行っています。vào ngày chủ nhật thì tôi sẽ cùng với con đi siêu thị. và đó là ngày cuối tuần của tôi đấy. 土曜日、寝ています。日曜日、衣とスーパーへ行っています。bạn sẽ thấy qua hai ví dụ vừa rồi khi mình diễn tả những cái thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc trong một khoảng thời gian rất là khá dài thì khi đấy chúng mình sẽ dùng với verb te imas động từ chia sang thể te cộng với imas để diễn tả thói quen tôi thường làm việc gì đó và trong câu chúng ta sẽ hay sử dụng với itsumo, mainichi, maishu, maitsuki, vân vân diễn tả ý là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc là lúc nào cũngいつも là phó từ chỉ mức độ, mang nghĩa là lúc nào cũng. Và với những hành động thói quen mà lặp đi lặp lại trong quá khứ, chúng mình sẽ dùng với verb ていました. Ví dụ, 私は2011年から2012年まで日本にいました。その時、毎日友達と遊んでいました。毎日友達と遊んでいました。Ngày nào mình cũng đi chơi với bạn. 毎週毎週の金曜日、母と電話していました。毎週の金曜日、母と電話していました。và cứ tối thứ sáu hàng tuần thì mình lại gọi điện với mẹ mình. và vấp ていました hay vấp ていました bạn còn có thể dùng trong câu hỏi nữa đấy. ví dụ như sau, 誕生日、去年の誕生日、今年の誕生日。じゃあ誕生日何をしていますか？誕生日何をしていますか？うちでパーティーをやっています。うちでパーティーをやっています。生日って bạn thường làm gì? 私は thường ở nhà tổ chức tiệc。2番。いつもどこで昼ご飯を食べていますか?いつもどこで昼ご飯を食べていますか? bạn thường ăn cơm ở đâu vậy? 食堂で食べています。食堂で食べています。では、練習しましょう。1番。今、どんな携帯電話を持っていますか?今どんな携帯電話を持っていますか? iPhone 8を持っています。iPhone 8を持っています。bây giờ bạn đang xài con điện thoại nào vậy? Tớ á, tớ đang có con iPhone 8 thôi. いつもどこで買い物をしていますか? いつもどこで買い物をしていますか? 市場で買い物をしています。市場で買い物をしています。tớ thì thường mua ở chợ. 3番。毎日何時間ぐらい Facebook を使っていますか?毎日何時間ぐらい Facebook を使っていますか?hàng ngày bạn dùng Facebook khoảng mấy tiếng? 4時間ぐらい使っています。4時間ぐらい使っています。tớ thì dùng khoảng 4 tiếng。4番毎日何日で学校に通っていますか?毎日何日で学校に通っていますか?hàng ngày bạn đến trường bằng gì? バスで通っています。tớ đi bằng xe buýt。còn tớ thìバイクで通っています。tớ đi bằng xe máy。ngoài ra, bạn có thể lấy sách hôn sát sự ra và luyện tập thêm phần 練習 A phần số 2 và 練習 B phần số 3 trong sách nhé. và chúng mình cùng nhau chuyển sang nội dung số 3, nội dung rất là quan trọng trong bài ngày hôm nay. đó là cách dùng she, she. thể thông thường cộng với she, thể thông thường cộng với she.
để dùng trong 3 trường hợp sau đây. Trường hợp số 1 đó là dùng để liệt kê các đặc điểm hoặc các tính chất. Thứ 2 đó là để trình bày lý do dẫn đến một hành động. Và thứ 3 là câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Và chúng mình sẽ lần lượt tìm hiểu từng ý nghĩa sử dụng một nhé. Và trong cấu trúc đó chúng mình sẽ thấy là thể thông thường cộng với she, thể thông thường cộng với she đúng không? Để có thể hiểu bài tốt hơn chúng mình hãy ôn tập lại thể thông thường một chút nhé. Đối với động từ, verb must chúng mình chia về dạng verb ru thuộc từ điển. Ví dụ, 食べます, 食べる. Verb ません nghĩa là động từ hiện tại phủ định chuyển thành verb này. 食べません chuyển thành 食べない. Verb ました chuyển thành verb た. Ví dụ, 食べました chuyển thành 食べた. Verb ませんでした chuyển thành verb なかった. Ví dụ, 食べませんでした chuyển thành 食べなかった. Danh từ và tính từ đuôi na có cách chuyển sau. Danh từ tính từ đuôi na です chuyển thành だ, 学生だ hoặc 半数もだ. Danh từ hoặc tính từ đuôi na じゃありません chuyển thành じゃない. Ví dụ, 学生じゃない, 半数もじゃない. Danh từ và tính từ đuôi na でした chuyển thành だった, 学生だった hoặc 半数もだった. Danh từ và tính từ đuôi na じゃありませんでした chuyển thành じゃなかった. Ví dụ, 学生じゃなかった hoặc 半数もじゃなかった. Còn tính từ đuôi y thì chúng mình cứ bỏ hết để sự là được, đúng không? Ví dụ, 高い, 高くない, 高かった, 高くなかった. Ngoài ra, verb ではいけません chuyển thành verb ではいけない. Verb なければなりません chuyển thành verb なければならない. Verb でください chuyển thành verb で. Verb しなくてもいいです chuyển thành verb しなくてもいい. Verb でもいいです chuyển thành verb でもいい. Và verb でおきます chuyển thành verb でおく. Lúc này bạn sẽ để ý rằng phần cuối của nó là dạng động từ. Thì chúng mình sẽ chia theo đúng nguyên tắc của động từ. Nếu là dạng tính từ, いいです, chúng mình sẽ chia theo đúng nguyên tắc của tính từ. Tương tự, 欲しいです chuyển thành 欲しい. 欲しくないです欲しくない. したいですしたい. したくないですしたくない. Bởi vì lúc này たい và 欲しい giống như là tính từ đối ý vậy. わったことがあります わったことがある. わったことがありません わったことがない. Lúc này あります hay ありません giống như là động từ đúng không? Tiếp theo, わることができます chuyển thành わることができる.わぶることができません。わぶることができない。わっています。thành わっている。わっていません。わっていない。わっていました。わっていた。わっていませんでした。わっていなかった。Lúc này, chúng mình chia giống như là động từ. Và ý nghĩa thứ nhất, thể thông thường she, thể thông thường she để dùng với ý nghĩa vừa này vừa kia khi mà chúng ta liệt kê các đặc điểm, các tính chất cùng chiều. Và chúng mình cùng nhau theo dõi các ví dụ sau đây nhé. Ví dụ số 1, hậu sang hậu sang, こちらは彼氏ですか? Đây có phải là bạn trai của hậu không vậy? Hay, そうです。いい人ですね。背が高いです。お金持ちです。優しいです。背が高いし、お金持ちだし、優しいです。背が高いし、お金持ちだし、優しいです。Rất là ghen tị với bạn hậu vì có một người bạn trai rất tuyệt vời đúng không? Vừa cao lại có tiền rồi lại còn rất là hiền lành nữa đúng không ạ? Ví dụ số 2 chúng mình cùng tiếp tục nói chuyện với bạn hậu nhé. Hậu sang, hậu sang. こちらは hậu sang の家ですか? はい、そうです。いいですね。家が広いです。綺麗です。庭があります。家も広いし、綺麗だし、庭もあります。Nhà của bọn hậu cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Nhà vừa rộng, vừa đẹp, lại còn có cả vườn nữa. Qua hai đoạn hội thoại vừa rồi chúng ta đều thấy rằng khi mà mình liệt kê các đặc điểm của bạn trai bạn hậu hay là miêu tả về căn nhà của bạn hậu và khi đó mình đều sử dụng mẫu cấu trúc thể thông thường cộng với she, thể thông thường cộng với she và mang nghĩa diễn tả để liệt kê đặc điểm hoặc tính chất của sự vật sự việc cùng chiều. Ở đây là cùng chiều khen. Và ví dụ như trong hai câu vừa rồi ở cái đặc điểm thứ 3, ví dụ như là nói về bạn trai bạn ý thì se ga takai shi, okane mochi da shi và đặc điểm thứ 3 đó là yasashi desu. Thì trước khi đặc điểm thứ 3 mình có thể thêm một từ nối đó là sore ni, hơn thế nữa, sore ni yasashi desu. Tương tự khi mà miêu tả về ngôi nhà nhá thì ie mo
広いし、綺麗だし、それに庭もあります。thì lúc đấy mình cũng có thể dùng それに để mang nghĩa là hơn nữa thêm vào đó để bổ sung đặc điểm hoặc tính chất. Các bạn chú ý là các đặc điểm hay tính chất trong phần CC này đều là cùng chiều với nhau, cùng khen hoặc cùng chê. Và trợ từ ở đây thì với đặc điểm đầu tiên, tính chất đầu tiên N1 thì ga hoặc mô đều được. Nhưng từ N2 trở đi thì bắt buộc phải dùng mô nhé. Các bạn chú ý. Và chúng mình có cấu trúc như sau. Sự vật sự việc qua đặc điểm thứ nhất, si, đặc điểm thứ hai, si, so đề nhị, đặc điểm thứ ba. Nhưng các đặc điểm này phải là cùng cộng hoặc là cùng trừ, có nghĩa là cùng khen hoặc cùng chê. Và chú ý rằng với mẫu cấu trúc CC này, chúng mình không liệt kê hành động mang ý là thứ tự hành động. Ví dụ sau khi làm việc này thì làm việc này, làm việc kia. Lúc đấy chúng mình sẽ dùng với thế から. Ví dụ, shower を浴びてから食べます thì được. Chứ không thể dùng shower を浴びるし、ご飯を食べます thì không dùng nhá. Chúng ta đã học về cách liệt kê miêu tả về một đặc điểm nào đó khi dùng với TT đúng không ạ? Vậy CC của ngày hôm nay thì chúng ta cũng mang ý là liệt kê các đặc điểm. Vậy thì sự khác nhau giữa hai cái mẫu này như thế nào? Sự khác nhau thì không có nhiều lắm, dịch sang tiếng Việt thì vẫn giống nhau. Nhưng nếu với CC thì bạn có thể thấy rằng cái việc nhấn mạnh các đặc điểm nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như trong câu sau. 彼は handsome で熱心で優しいです。Anh ấy đẹp trai, hiền lành, rồi lại còn nhiệt tình nữa, đúng không ạ? Vậy nếu mà dùng si thì sao? 彼は handsome だし、熱心だし、優しいです。Bạn sẽ quan sát vào hình ảnh bên cạnh sẽ thấy rằng khi dùng với cách dùng TT thì chỉ là trình bày từng đặc điểm. Còn khi dùng với CC thì đặc điểm này chồng lên đặc điểm này, chồng lên đặc điểm kia. Nghĩa là anh ấy có quá nhiều điểm tốt, mức độ nhấn mạnh sẽ nhiều hơn. Các bạn chú ý đến vị trí dấu phẩy trong câu nhé. Khi dùng dấu phẩy để diễn tả cái sự ngắt từng ý, từng đặc điểm một đấy. Nếu ở đến shimashou, chúng mình cùng nhau luyện tập nào. Chúng mình cùng nhau điền vào chỗ trống các câu sau đây để tạo thành câu hoàn chỉnh nhé. Watashi wa Đà Nẵng ga suki desu. Vì sao nhỉ? Vì các đặc điểm sau đây của Đà Nẵng đấy. Umi mo shi, ryoko suru tokoro mo shi, tabemono mo desu. Vậy chúng mình có thể điền là umi mo aru shi, ryoko suru tokoro mo aru shi, それに食べ物も美味しいです。私はハノイが好きじゃありません。ハノイはね、空気が吐気もし、人もし、それに物価もです。順番が手でな。空気が汚いし、人も多いし、人も親切じゃないし、それに物価も高いです。Không khí thì bẩn, con người thì đông hoặc là con người không thân thiện và giá cả lại còn cao nữa. Sam bảo, 今の仕事が好きです。給料もし、日本語もし、それに社長も。Và chúng mình có thể nói sao anh? 給料も高いし、日本語も使えるし、それに社長も優しいです。4番、準備 cùng nhau luyện tập một hội thoại sau đây nhé。ふるさとはどちらですか?私のふるさとは Bắc Ninh です。ファンホーもあるし、静かだし、人も親切です。いいところですね。一度行ってみたいです。ぜひ聞いてください。Đoạn hội thoại đấy nói về, quê bạn ở đâu đấy? Quê mình ở Bắc Ninh. À, vừa có quan họ nha, vừa yên tĩnh nha, lại còn mọi người rất là thân thiện nữa. Ôi thế à, tớ cũng muốn đến đó một lần. Vậy thì nhất định đến nhá. Và đó là cách luyện tập về CC khi trình bày liệt kê các đặc điểm. Các bạn có thể luyện tập thêm phần Renshu A phần số 3 và Renshu B phần số 4 trong sách Hồng Sật Sự nhé. Cách dùng thứ hai của CC đó là chúng ta sẽ liệt kê lý do để dẫn đến một hành động nhé. Đó là lý do căn cứ để dẫn đến hành động về. Chúng mình cùng nhau quan sát các ví dụ sau đây. Dù biết rằng Facebook sự ngốn rất nhiều thời gian của các bạn nhưng các bạn vẫn hàng ngày muốn dùng và đang dùng Facebook đúng không ạ? Bản thân mình cũng thế đấy. 毎日 Facebook を使っています。時間がかかりますが、でも毎日 Facebook を使いたいです。友達の写真が見えますから、友達と話せますから、ニュースを読めますから、毎日 Facebook を使っています。友達の写真も見えるし、友達と話せるし、ニュースも読めるし、毎日
Facebook を使っています。友達の写真も見えるし、友達と話せるし、ニュースも読めるし、毎日 Facebook を使っています。Bởi vì tôi có thể xem ảnh của bạn, nói chuyện với bạn, đọc báo, cho nên hàng ngày tôi vẫn xem Facebook hoặc dùng Facebook. 2番、これから市場へ行って食べ物を買いに行きます。市場では美味しいですから、値段が安いですから、それでいつも市場で食べ物を買っています。美味しいし、値段も安いし、それでいつも市場で食べ物を買っています。美味しいし、値段も安いし、それでいつも市場で食べ物を買っています。Bởi vì đồ ăn rất ngon, giá lại rẻ nữa, cho nên ngày nào tôi cũng mua đồ ăn ở chợ. Hai ví dụ vừa rồi chúng mình thấy rằng khi trình bày lý do から dẫn đến hành động, chúng mình có thể thay thế bằng lý do し dẫn đến hành động. Và chúng mình có thể nối giữa し với hành động bởi một từ gì nhỉ? Từ nối là それで. Do vậy, cho nên là nó tương đồng với ý nghĩa của から đấy. Phần trước し chính là phần lý do và căn cứ để dẫn đến hành động về ở phía sau. Ở đây chính là mối quan hệ nhân quả. Tuy nhiên là cái mức độ biểu thị cái mối quan hệ nhân quả này thì thấp hơn ので hoặc から. Nếu một lý do chúng mình có thể dùng với からhoặc ので, còn nhiều lý do trở lên chúng mình có thể dùng với し dẫn đến hành động. Và し này còn một hàm ý, đó là ngoài những cái lý do được liệt kê ở đây còn có rất nhiều lý do khác nữa đấy. では練習しましょう。熱があります。頭が痛いです。今日会社を休みます。熱があるし、頭も痛いし、それで今日会社を休みます。Bởi vì hôm nay vừa bị sốt lại còn đau đầu cho nên tôi sẽ nghỉ làm ở công ty. 2番、コーヒーが美味しいです。サービスがいいです。よくここへ行っています。コーヒーも美味しいし、サービスもいいし、それでよくここへ行っています。Bởi vì カフェ rất ngon, dịch vụ lại tốt cho nên tôi rất hay đến đây. 3番、ここはインドチャイナビルです。ここは静かです。会社と近いです。ここに引っ越ししたいです。静かだし、会社と近いし、それで、ここに引っ越ししたいです。静かだし、会社と近いし、それで、ここに引っ越ししたいです。tuy nhiên là giá thì nó hơi đắt đúng không ạ? đúng thôi. Và nhiều khi trong hội thoại, chúng ta cũng có thể thấy rằng là người ta cũng cứ liệt kê lý do し, và đằng sau đó thì người ta có thể ngập ngừng hoặc không đề cập đến hành động, thì người nghe trong bối cảnh nào đó vẫn có thể luận được phần này. Và chúng mình hãy luyện tập thêm trong sách Hồng Sạt Sự phần Renshu E phần số 4, Renshu B phần số 5 và Renshu C phần số 2 nhé. Và nội dung thứ 3 mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng của し, đó là lý do し để diễn tả ý là bởi vì, dùng trong câu trả lời với câu hỏi どうして. Và hôm nay chúng mình cũng sẽ cùng nhau hỏi tất cả các bạn trong lớp xem vì sao các bạn lại đang học tiếng Nhật nhé. じゃあ、どうして日本語を勉強していますか? 日本の漫画が好きですから。Bởi vì em thích manga. Thế còn em thì sao? 日本語が好きですから. Bởi vì em thích tiếng Nhật. Còn em thì sao? 日本に住みたいですから. Bởi vì em muốn sống ở Nhật. À, hóa ra là vậy đúng không ạ? Nào, được bạn tiếp theo nào. 日本で花見をしたいですから。日本で仕事をしたいですから。À, trường hợp bạn này có hai lý do. Lúc đấy chúng mình có thể nói là 花見をしたいし、日本で仕事をしたいですから。Bởi vì em muốn ngắm hoa và em muốn làm việc ở công ty Nhật, ở Nhật. Còn bạn tiếp theo thì sao? いい仕事を見つけたいです。Em muốn tìm một công việc thật là tốt. 日本に住みたいです。Và em muốn sống ở Nhật nữa. いい仕事を見つけたいし、日本で住みたいですから。Còn bạn thì sao? 日本に夫がいるですから。そして、日本に住みたいですから。日本に夫もいるし、日本に住みたいし。Bởi vì em có chồng ở Nhật lại cũng muốn ở Nhật nữa. Và các bạn sẽ thấy là có rất nhiều lý do để chúng mình đến với tiếng Nhật đúng không? Không chỉ đơn giản là một lý do mà sẽ có thể là hai hoặc ba lý do đi kèm với nhau. Nếu chỉ có một lý do đơn thuần, chúng mình chỉ cần kết hợp với です hoặc から. Còn khi trường hợp chúng ta có từ hai lý do trở lên, chúng mình có thể dùng như sau. Lý do 1, し, lý do 2, し, cộng với です hoặc からです. Hoặc là chúng mình có thể để nguyên lý do 1, し, lý do 2, し nhé. Trong văn nói thì chúng mình không cần phải cộng với です hay から đằng sau. Người ta vẫn có thể hiểu được là lý do bởi vì câu trước đó là どうして rồi. Còn trong văn viết thì người ta sẽ thêm với から
확은です。は확のです。では、一緒に練習しましょう。Và chúng mình cùng nhau luyện tập nào. Và đây là câu chuyện của hai bạn đang hỏi với nhau vì sao lại nghỉ việc ở công ty cũ nhé. どうして映画社を辞めましたか？給料も低いし、家と遠いし。それに、部長も厳しいですから。Là bởi vì lương thấp, xa nhà, mà 部長 thì trưởng phòng lại rất là nghiêm khắc. 2番、với các bạn, 大学生はアルバイトしている人もいますね。アルバイトしてない人もいます。じゃあ、アルバイトをしている人に聞きましょう。どうしてアルバイトをしていますか？じゃあ、2番、ví dụ tiếp theo。Chúng ta sẽ cùng nhau hỏi các bạn du học sinh đang ở Nhật, vì sao các bạn ấy lại đang làm thêm nhé? どうしてアルバイトをしていますか？お金がもらえます。日本人と話せます。Sẽ chuyển thành、お金ももらえるし、日本人と話せるんです。Bởi vì có thể nhận được tiền lương này, và đồng thời có thể nói chuyện với người Nhật nữa. 3番、người phán xử。Cụm từ này có quen không ạ? Người phán xử というドラマがありますね。Có một cái drama tên là người phán xử đúng không ạ? じゃあ皆さん、よく見てますか? はい、見てます。じゃあどうして毎日người phán xử を見てますか? Tại sao ngày nào các bạn cũng xem người phán xử thế? Bởi vì sao nhỉ? 面白いですから。Và còn ví dụ có anh Hồng Đăng vai Lê Thành rất là đẹp trai đúng không ạ? Lê Thành さんも handsome ですから。Lúc đấy chúng mình có thể trả lời là 面白いし Lê Thành さんも handsome だし。Và có thể hiểu rõ hơn cách dùng của she khi trình bày lý do để trả lời cho câu hỏi どうして Chúng ta có thể luyện tập thêm trong sách Hồng Sát Dự phần Renshu A phần số 5, Renshu B phần số 6 và Renshu C phần số 3 nhé. Như vậy hôm nay chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu 3 nội dung chính. Nội dung đầu tiên là verb 1 masunagara verb 2 diễn tả vừa làm verb 1 vừa làm verb 2 nhưng verb 2 là hành động chính. Ý tiếp theo, teimasu chỉ thói quen, có thể dịch là thường làm việc về. Nội dung thứ 3 là tìm hiểu về shishi. Shishi này được dùng trong 3 hoàn cảnh cụ thể. Trước hết, đó là liệt kê đặc điểm hoặc lý do, shishi. Thứ hai đó là từ 2 hoặc nhiều lý do dẫn đến hành động. Và thứ 3 là dùng để trả lời cho câu hỏi doshite. Và đó là các nội dung mà chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu trong bài số 28 này. Để có thể kiểm tra xem đã ghi nhớ và nắm chắc kiến thức hay chưa, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi bên dưới nhé. 一緒に練習しましょう。1番、昨日お腹が痛かったんですよ。あー、それに、それで、それから、授業に来なかったんですね。Oh, ngày hôm qua em đau bụng lắm ấy ạ. À, cho nên là, hôm qua em ấy không đến lớp học đúng không?Vậy cho nên là, cho vậy là chúng mình sẽ chọn gì nhỉ? So để nghĩ là hơn, nữa, thêm vào đó. So để để, do vậy. So để cả đã là sau đó. Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là So để để. 2 番 Tatsu toki, tatte, tachinagara, uta o utaimasu. Khi đứng, đứng rồi, hoặc là vừa đứng, thì chúng ta hát. Ban nãy chúng mình có phần này trong ngữ pháp rồi đúng không ạ? Vậy chúng mình sẽ phải chọn là tatte, đúng không ạ? Đứng xong rồi thì hát.3番、今大学の授業が毎朝ありますから、毎朝7時に起きていました。起きました。起きています。Bởi vì bây giờ, ở trường đại học ấy, các giờ học đều là ở buổi sáng. Cho nên mỗi sáng em sẽ phải dậy lúc 7 giờ. Thói quen thường lặp đi lặp lại của em, do đó em sẽ phải chọn là 起きています。次よ。順さんはギターも弾ける。し、が、から、歌も上手です。Đây là đưa ra các đặc điểm của Chun Sang. Chun Sang vừa có thể chơi guitar và vừa hát hay. Vậy ở đây là nhiều đặc điểm, do đó sẽ phải chọn với she nhé. 5 番 ご飯を食べてるとながらお酒を飲みながら友達とおしゃべりしました。Câu này xuất hiện ながら một lần rồi. Khi đó là chúng mình sẽ thấy rằng các hành động ご飯を食べてお酒を飲みながら nghĩa là tôi vừa ăn này.Vừa uống rượu và vừa nói chuyện với bạn bè. Sau đó chúng mình phải dùng với te. Đúng không ạ? Còn không dùng hai nagara cùng một lúc nhé. Tabe nagara, osake o nomi nagara thì không dùng. Các bạn chú ý ạ. Phần nâng cao trong bài số 28 ngày hôm nay của chúng ta sẽ có 3 nội dung. Nội dung số 1 đó là chúng mình cùng nhau hệ thống lại cách sử dụng của động từ verb teimasu. Verb teimasu ở bài số 14 chúng ta đã học để diễn tả là gì ạ? Chỉ hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Ima nani nani teimasu.Ví dụ, 今日本語話してます. Ví dụ như bây giờ mình đang nói tiếng Nhật. Còn ở bài số 15 thì chúng mình dùng với verb teimasu để diễn tả là nghề nghiệp. Tôi đang làm công việc gì ở đâu?
ví dụ Cosmos để日本語を教えています。Tôi đang dạy tiếng Nhật ở Cosmos. Ngoài ra bài số 15 cũng là diễn tả một cái kết quả, một hiện trạng, đúng không ạ? Hiện trạng như là tôi đang kết hôn, tôi có sở hữu cái gì đó, đúng không ạ? Hoặc tôi đang sống ở đâu. 私は結婚しています。Tôi đã kết hôn rồi. Và Hà Nội に住んでいます。Đúng rồi. Còn ở bài này là chúng mình dùng verb de imas để diễn tả là thói quen lặp lại, tôi thường làm việc gì đó. Và hay dùng với các trạng từ itsumo, 毎週、毎日、毎月、毎年. Nội dung nâng cao thứ hai của ngày hôm nay của chúng ta đó là gì? Chúng ta đang dùng là verb de imas hoặc verb de imasta, đúng không ạ? Nhưng trong văn nói, người ta có thể bỏ ed thành verb de ru hoặc verb de ta. Ví dụ, hanashitemas chuyển thành hanashiteru. Hanashiteimashita chuyển thành hanashiteta. Ví dụ như sau, 毎日6時に起きてる。Thay vì 毎日6時に起きています。chuyển thành 毎日6時に起きてる。Còn verb de imashita thì được dùng như sau. 日本にいた時、毎日母と電話していました。chuyển thành 日本にいた時、毎日母と電話してた。母と電話してた。Ngày nào tôi cũng gọi điện với mẹ khi còn hồi ở Nhật. Và nội dung nâng cao thứ 3 ngày hôm nay đó là liên quan đến cấu trúc shi shi. Ban nãy chúng mình vừa học rằng là kết hợp với shi thì chúng ta sẽ phải chuyển sang thể thông thường cộng với shi, đúng không? Nhưng trong những trường hợp trang trọng lịch sự, khi bạn viết email hay là bạn nói trang trọng lịch sự, thì lúc đấy thay vì chuyển sang thể thông thường, bạn có thể để nguyên dạng masu đề sự cộng với shi. Ví dụ, Jun-san, どうして昨日 party に来なかったんですか? Vì sao hôm qua Jun-san lại không đến bữa tiệc thế? すみませんでした。お腹が痛かったんですし、子供の面倒もありましたし。Em xin lỗi ạ, bởi vì hôm qua em vừa đau bụng, mà em lại còn phải trông con nữa. Cho nên em không đến bữa tiệc được, đúng không? Khi đó, mình có thể để nguyên động từ desu, masu.Cộng với she để thể hiện sự lịch sự và trang trọng hơn một chút xíu. Và như vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ngữ pháp của bài số 28 rồi đấy. Và để có thể nắm rõ và chắc kiến thức hơn, chúng mình hãy làm thêm bài tập trong sách Bunke, sách mẫu câu và sách Hyojun, sách luyện tập nhé. Và có vấn đề gì thắc mắc hay không hiểu, các bạn hãy liên hệ lại với Học Tiếng Nhật Cosmos để chúng mình cùng nhau trao đổi và giải đáp nhé. Đến đây thì video hướng dẫn học ngữ pháp bài số 28 của Học Tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました。